Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình khởi động ngày mới, điểm hẹn sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã COP Expo 2022 tại Vinhome Brighton City, số 72A đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Tại đây thì Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lai Châu đã đăng ký trưng bày 48 sản phẩm nông sản, hàng tiêu dùng của 21 hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lai Châu tham gia hội chợ với 2 gian hàng tiêu chuẩn của 21 hợp tác xã với 48 sản phẩm, 30 sản phẩm ô cốp đạt 3 sao, 4 sao, 18 sản phẩm tiềm năng hiện đang hoàn thiện hồ sơ tham dự chấm ô cốp năm 2022. Đây là sản phẩm đặc sản của địa phương như là gạo sén cù, mật ong miến rong, chè cổ thụ, rượu và các sản phẩm từ thảo dược rừng già. Có thể nói đây là cơ hội cho Liên minh Hợp tác xã và các hợp tác xã của Lai Châu quảng bá giới thiệu sản phẩm, trao đổi kinh nghiệm, tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật. Hội chợ là hoạt động thiết thực giúp sản phẩm của các hợp tác xã tiếp cận trực tiếp các nhà phân phối trên thị trường, tạo ra mạng lưới kết nối cung cầu bền vững, mở rộng quan hệ hợp tác, phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm, thu hút các nguồn lực hỗ trợ cho sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể và hợp tác xã. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa ban hành văn bản gửi các tỉnh, thành phố Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình về việc đảm bảo an toàn cho hạ du khi xả lũ hồ Sơn La và hồ Hòa Bình. Để đảm bảo an toàn về người và tài sản khi hồ xả lũ, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố nêu trên tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy, các bến đò ngang, rà soát đảm bảo an toàn đê điều theo cấp báo động, nhất là phương án bảo vệ các trọng điểm đê điều sung yếu, các công trình đang thi công, các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát sỏi, biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Sơn La và hồ thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người và tài sản. Liên quan đến quyết định khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị My, 59 tuổi, cựu giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội và ông Bùi Văn Sâm, 73 tuổi, cựu giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội vì lợi dụng chức vụ và quyền hạn. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, Bộ đã ghi nhận một số yếu tố không bình thường liên quan đến việc luyện thi và đề thi môn sinh học. Tháng 8 năm 2021, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo kiểm tra vấn đề này. Đồng thời, Bộ đã chủ động phối hợp cùng cơ quan công an thành lập tổ công tác liên ngành để xác minh làm rõ các yếu tố liên quan đến vụ việc. Được biết, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, bà Phạm Thị My làm tổ trưởng tổ ra đề môn sinh học, ông Bùi Văn Sâm thành viên của tổ thẩm định. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công an xem xét trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Công ty nghiên cứu thị trường IPSOT công bố kết quả nghiên cứu về thị trường thịt lợn Việt Nam năm 2022 cho thấy mức tiêu thụ thịt lợn của người Việt Nam ít hơn so với 5-6 năm trước. Năm 2018, mỗi người dân Việt Nam tiêu thụ trung bình là 31,4 kg thịt lợn. Đến năm 2022, mức tiêu thụ giảm còn 23,5 kg. Năm 2020, mỗi người dân Việt Nam tiêu thụ bình quân gần 17 kg thịt gia cầm. Dự báo năm 2022, mỗi người dân tiêu thụ khoảng 20 kg. Bên cạnh đó, tiêu thụ hải sản thịt bò tăng trưởng nhẹ. Như vậy, gần 8 kg thịt đáng lẽ phải tiêu thụ cho thịt lợn đã được người tiêu dùng chuyển sang hải sản, thịt gia cầm và thịt bò. Thưa quý vị và các bạn, mỗi xã một sản phẩm ô cốp là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị đang được các địa phương tích cực triển khai, tạo sức bật cho nông nghiệp nông thôn. Chính vì vậy, huyện Tân Uyên đang đẩy mạnh hướng đến sản phẩm này. Trước đây, đa số bà con canh tác theo hướng tự phát, lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật nên giá bán không được cao. Qua nhiều năm, bà con đã rút ra được kinh nghiệm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc bưởi theo hướng Việt Gáp. Sản phẩm làm ra được thương lái săn đón, giá cả ổn định. Người dân kỳ vọng vào chương trình OCOP sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã và người dân địa phương trong việc quảng bá thương hiệu, nhất là cơ hội để tiếp cận, mở rộng thị trường. Hiện nay, huyện có 13 sản phẩm OCOP, trong đó 12 sản phẩm OCOP 3 sao và 1 sản phẩm 4 sao. Để nâng cao cái giá trị hàng hóa nông nghiệp, từ sản phẩm nông nghiệp của huyện thì chúng tôi
để tiếp tục bàn và đồng hành cùng với các chủ thể đã có sản phẩm OCOP sẽ nâng cao cái chất lượng, mở rộng vùng trồng, mở rộng cái quy mô sản xuất để có những cái định hướng và định hướng để phát triển nhân rộng và đi tìm các cái liên kết với các cái huyện bạn, tỉnh, thậm chí là tỉnh bạn để mở rộng cái đưa các cái hàng hóa đã đạt cái sản phẩm OCOP cũng như các sản phẩm chủ lực của huyện mang ra địa bàn ngoài trong và ngoài tỉnh để tiêu thụ. Việc triển khai chương trình OCOP nhằm nâng cao giá trị sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập và góp phần cải thiện đời sống vật chất tinh thần của người dân, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, cơ cấu lại sản xuất ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, hình thành các tổ chức liên kết kinh tế cộng đồng bền vững. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, huyện cũng gặp một số khó khăn. Một số địa phương chưa chủ động và chưa thực sự quan tâm đến chương trình OCOP. Mặt khác, việc sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún nên khó khăn trong công tác tiêu thụ sản phẩm. Số lượng sản phẩm còn ít và tính cạnh tranh thấp. Hiện nay, huyện Tân Uyên có cây chè là cây chủ lực với trên 3.230 ha. Trước mắt thì các hộ là đang theo cái nhu cầu chung của thị trường. Là chúng ta đang cần cái dòng sản phẩm nào thì làm sản phẩm đấy. Đấy, tuy nhiên thì trên cái hướng chung của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cũng như của huyện là cũng mong muốn là cái sản phẩm mình có đầu ra đảm bảo thì sẽ hướng các nhóm hộ và các hộ là tập trung làm một cái sản phẩm để tạo thành cái thương hiệu của Tân Uyên. Ví dụ như hộ gia đình ông Nguyễn Đình Tuyên là cái sản phẩm dưa lưới vàng Tân Uyên. Với những giải pháp đồng bộ, bám sát đặc điểm, thực tế của địa phương, tin tưởng rằng Tân Uyên sẽ tiếp tục gặt hái được những kết quả tích cực trong thực hiện chương trình OCOP. Vừa nâng tầm chất lượng, giá trị sản phẩm hàng hóa nông sản, vừa tăng thu nhập cho người sản xuất và thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua huyện Nậm Nhùn được biết đến là địa phương có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Không những vậy, nơi đây còn lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mảng. Phát huy những lợi thế trên, những năm gần đây thì huyện đã có nhiều giải pháp bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần vào phát triển du lịch của huyện. Tới bản Nậm Xào, xã Trung Trải, nơi cư trú lâu đời của đồng bào dân tộc Mảng. Nơi đây hàng ngày dưới những nếp nhà cổ kính, không khó để có thể bắt gặp bà Lý Thị Trướng, miệt mài truyền dạy cho lớp trẻ những điệu múa của dân tộc Mảng. Những điệu múa mà trước kia đối với bà đã từng rất quen thuộc và say đắm lúc nào không hay. Và hiện nay, bằng chính niềm đam mê đó, bà đã truyền dạy lại cho thế hệ con cháu với mong muốn giữ lại những nét đẹp của dân tộc mình. Trong quá trình nghiên cứu từ ngày xưa là ông bà cha con để lại thì cô vẫn luôn cứ phải để giữ gìn cái bản sắc dân tộc để dạy cho các con các cháu thế hệ con cháu để con cháu để biết là cái phong tục của dân tộc Mảng mình ngày xưa là có những cái gì có những cái gọi là từ ngày xưa dân tộc Mảng mình là có khi cái phong tục là ví dụ mà cũng có nhiều cái phong tục ví dụ là dân tộc Mảng là có cái lễ nhà mới này, cái này cái lễ mừng lúa mới này, cái này cái lễ ngày tết ngày lễ thì cũng phải thực hiện có cái phong tục của cái tập quán của người Mảng ngày xưa. Tính đến thời điểm hiện nay, đồng bào dân tộc Mảng tại Nậm Nhùn hiện có khoảng trên 4.000 người sinh sống tập trung thuộc 5 xã Nậm Ban, Nậm Pì, Hua Bum, Nậm Hàng và Trung Trải. Là dân tộc ít người nên những nét văn hóa của đồng bào dân tộc Mảng có phần đã bị mai một. Do đó, để bảo tồn văn hóa dân tộc Mảng, trong thời gian qua, huyện Nậm Nhùn đã chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin huyện tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân hiểu hơn về nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, đồng thời tăng cường công tác sưu tầm các điệu múa dân gian cổ để thực hiện truyền dạy cho các đội múa tại các thôn bản. Cùng với đó, huyện cũng đã triển khai sâu rộng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tuyên truyền vận động người dân vừa tập trung phát triển kinh tế, vừa tích cực giữ gìn những bản sắc của dân tộc mình. Có thể nói là cái công tác là bảo tồn phát huy các giá trị tốt đẹp của đồng bào dân tộc nói chung, cũng như là đồng bào dân tộc Mảng nói riêng thì trong thời gian qua thì cũng đã được huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân là cũng tăng cường công tác đánh chỉ đạo,
Còn về đồng bào dân tộc Mảng thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện, cho tham mưu cho huyện ủy là ban hành cái kế hoạch 56 về việc thực hiện cái nghị quyết 04 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Và trong cái thời gian tới là chúng tôi sẽ xây dựng cái kế hoạch thực hiện của Ủy ban Nhân dân huyện về thực hiện cái nghị quyết 04 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Và chúng tôi là cũng xác định rằng là sẽ tập trung vào phục dựng bảo tồn những cái lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Mảng. Và đồng bào dân tộc Mảng là có thể nói rất là khéo tay, cho nên là chúng tôi là cũng sẽ phục dựng cái nghề đan lát của đồng bào dân tộc Mảng. Trên cái cơ sở là phục dựng cái nghề đan lát của đồng bào dân tộc Mảng đó thì sẽ tổ chức những cái lớp tập huấn, sẽ tổ chức những cái sản xuất những cái mẫu vật liệu liên quan đến cái nghệ thuật đan lát của đồng bào dân tộc Mảng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ phục dựng những cái trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Mảng. Tuy rằng là đồng bào dân tộc Mảng là cũng vẫn còn giữ gìn những cái bản sắc, những cái trang phục truyền thống, thế nhưng mà cũng đã có sự giao thoa, thì chúng tôi sẽ phục dựng những cái trang phục truyền thống, trang phục gốc của đồng bào dân tộc Mảng. Cùng với những biện pháp kể trên, trong thời gian qua, huyện Nậm Nhùn đã tăng cường tổ chức ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc, các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ giữa các bản trên địa bàn huyện. Qua đó, nhân dân các dân tộc được giao lưu học hỏi và thêm tự hào về nét đẹp truyền thống của dân tộc. Và đây sẽ là những yếu tố quan trọng giúp đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện nói chung và đồng bào dân tộc Mảng nói riêng tích cực tham gia bảo tồn, mãi lưu truyền được mạch nguồn văn hóa, tài sản quý báu của cha ông đến thế hệ mai sau. Trong tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Nậm Nhùn đã ra quyết định trợ cấp xã hội đối với 14 người, thực hiện chi trả cho 545 đối tượng bảo trợ xã hội, hỗ trợ kinh phí mai táng đối với 6 hộ, đã thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi với người có công cho 29 người, tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết và chi trả chế độ mai táng phí đối với một công dân hỏa tuyến từ trần, tiếp nhận hỗ trợ 80 triệu đồng kinh phí làm nhà ở đối với một gia đình chính sách. Việc thực hiện chi trả trợ cấp kịp thời, đúng đối tượng không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương mà còn giúp họ vơi bớt đi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã tích cực chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện lồng ghép công tác bình đẳng giới và công tác giảng dạy học tập tại các đơn vị, chú trọng triển khai lồng ghép giới vào môn học giáo dục công dân, sinh học và các hoạt động ngoại khóa. Đến nay, tỷ lệ hoàn thành giáo dục bậc tiểu học ở trẻ em trai và trẻ em gái dân tộc thiểu số đạt trên 99%, tỷ lệ hoàn thành giáo dục bậc trung học cơ sở ở trẻ em trai dân tộc thiểu số đạt 99,52%, tỷ lệ này ở trẻ em gái dân tộc thiểu số là 99,59%. Các trường học đã thành lập tổ tư vấn tâm lý cho học sinh với mục đích thường xuyên theo dõi, nắm bắt tư tưởng tâm lý học sinh, tư vấn hỗ trợ giúp học sinh vượt qua khó khăn để tiếp tục học tập, đặc biệt là học sinh nữ và nữ dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, đưa nội dung về bình đẳng giới vào các chương trình bồi dưỡng đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đảm bảo giáo trình, sách giáo khoa có quan điểm đúng đắn về giới, tích cực loại bỏ thành kiến giới. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia tổ chức 16 lớp tập huấn cho 790 cán bộ hội, tình nguyện viên Chữ thập đỏ các cấp và nhân dân về công tác tuyên truyền vận động hiến mô tạng và bộ phận cơ thể người. Là một hoạt động mới được triển khai tại tỉnh nhưng đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, kể cả ở những vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tính đến nay thì các cấp hội đã vận động trên 1.500 tình nguyện viên đăng ký hiến mô tạng và bộ phận cơ thể nếu không may qua đời. Các cấp hội Chữ thập đỏ cũng đã cấp được hơn 1.000 thẻ đăng ký hiến tạng. Thưa quý vị và các bạn, với tư duy nhạy bén, cùng sự mạnh dạn quyết đoán trong phát triển kinh tế, ông Lương Văn Tho ở bản Hương Phong, xã Bản Bo, huyện Tam Đường đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi lợn quy mô lớn. Nhờ việc sử dụng công nghệ chăn nuôi khép kín không chỉ giúp đàn lợn sinh trưởng phát triển tốt mà còn góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, đem lại cho gia đình ông thu nhập cao. Ông Lương Văn Tho sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em. Năm 1987, ông lập gia đình và phát triển kinh tế ở địa phương, nhưng chủ yếu làm nông nghiệp nên kinh tế gia đình cũng chỉ đủ ăn. Đầu những năm 2000, phong trào nuôi lợn khá phát triển, nhà nào cũng nuôi từ 2 đến 3 con trở lên. Gia đình ông cũng bắt đầu chăn nuôi với hình thức nhỏ lẻ như vậy, phần để tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, phần để tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, chăn nuôi nhỏ lẻ hiệu quả kinh tế không cao, trừ tiền con giống và thức ăn tính ra chẳng còn lãi.
Khi thấy nhu cầu lợn giống cao, ông đã mạnh dạn vay ngân hàng chính sách và ngân hàng nông nghiệp gần 100 triệu đồng để mở rộng chuồng trại nuôi lợn nái. Với trên 20 con lợn nái nên lúc nào cũng có lợn giống để bán và cung cấp cho bà con khắp vùng. Sau hơn 10 năm cung cấp con giống đã cho gia đình ông nguồn thu nhập đáng kể. Năm 2012, ông đã xây được căn nhà hàng tỷ đồng và tiếp tục mở rộng quy mô chuồng trại. Là một người nông dân muốn phát triển về kinh tế thì tôi cũng có tập trung vào chăn nuôi cũng như trồng trọt. Gia đình nhà tôi hiện tại là chăn nuôi tập trung. Hai nữa là có 1 hecta chè thì coi như là để thu nhập cho trong gia đình nó còn là tạm đầy đủ trong cuộc sống. Và nói chung là cuộc sống từ cái lúc ngày xưa thì nó khó khăn đến bây giờ gọi là tạm đủ đầy đủ với mức thu nhập hàng tháng là bình quân vừa chăn nuôi trồng trọt các thứ này khác. Nói chung là theo cái mô hình như thế này nó nhỏ lẻ này thì nó rơi vào tầm cỡ 50-60 triệu một tháng. Năm 2019 khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát đã gây thiệt hại lớn cho gia đình ông. Tuy nhiên với tư duy nhạy bén, ông xác định sau dịch bệnh giá lợn sẽ tăng cao. Do đó từ những kinh nghiệm học được qua sách báo TV, ông quyết tâm đầu tư vào chăn nuôi lợn siêu nạc với quy mô lớn hơn và đảm bảo bằng việc thiết kế chuồng nuôi theo công nghệ cao khép kín, có hầm biogas đảm bảo vệ sinh môi trường. Các dãy chuồng nuôi được bố trí đầy đủ hệ thống điện, quạt, máng chứa thức ăn, nước uống tự động. Hiện nay, mỗi năm trang trại lợn của gia đình ông nuôi 1.000 con lợn chia làm 2 lứa và có 30 con lợn sinh sản. Nhờ thực hiện đúng quy trình kỹ thuật trong chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, nên đàn lợn của gia đình ông sinh trưởng và phát triển tốt, không bị dịch bệnh. Tôi chú trọng nhất về vấn đề là cái khâu phòng dịch. Nhỏ lẻ phòng dịch tốt thì nó cũng có hiệu quả cao. Chứ còn đối với nhà tôi thì thực ra nói chăn nuôi nhỏ lẻ này thì trong một lứa chúng tôi có thể là nuôi tập trung vào tới gần 400-500 con, kể cả là gà nái. Còn cái mô hình chăn nuôi này thì rất là dịch bệnh bây giờ nó bùng phát rất là nhiều, nhất là dịch tả châu Phi. Thì gia đình chúng tôi chú trọng nhất là vấn đề là phòng dịch. Người lạ hoặc tất cả mọi cái vào đều đồng ý của gia đình, của gia đình chúng tôi. Thế thì được cái mô hình như thế này thì nói chung quan điểm lại trong gia đình của tôi thì một mũi một tháng là xuất chuồng được từ 3 đến 4 tấn, nhiều là 6 tấn trong một tháng. Mỗi năm ông xuất trên 70 tấn lợn hơi, trừ chi phí thu nhập trên 700 triệu đồng. Ngoài chăn nuôi lợn, ông tận dụng diện tích trang trại rộng để đào ao thả cá và gia cầm, chăm sóc hơn 1 hecta chè, mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ thiết yếu phục vụ người dân trong xã. Với mô hình tổng hợp, mỗi năm cho gia đình ông thu nhập gần 1 tỷ đồng. Không chỉ đi đầu trong phát triển kinh tế, gia đình ông còn tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Nhiều năm liền gia đình ông đều đạt gia đình văn hóa và là hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Trong những năm vừa qua thì hộ gia đình ông Đương Văn Tho là một trong những cái tấm gương điển hình tiên tiến trong thực hiện các cái phong trào mà của địa phương phát động, đặc biệt là các cái phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thì gia đình nhà anh đã mạnh dạn đi đầu để đầu tư xây dựng các cái mô hình chuồng trại đạt theo các cái tiêu chuẩn để đưa vào chăn nuôi. Bên cạnh đó thì gia đình nhà anh phát triển thêm nhiều các cái cây trồng khác. Ví dụ như là ngoài cái chăn nuôi lợn thì nhà anh cũng trồng thêm 1 hecta chè. Thì đối với cấp ủy chính quyền địa phương tôi nhận thấy đây là một cái hộ gia đình người ta là dám nghĩ dám làm mà dám vươn lên để thoát nghèo. Thế thì đây thì cái hộ gia đình này thì cần được nhân rộng. Với cách chăn nuôi khoa học áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh hợp lý, mô hình chăn nuôi của gia đình ông Lương Văn Tho hiện đang là mô hình kinh tế hộ gia đình chăn nuôi lợn lớn trong tỉnh, đem lại thu nhập cao và ổn định. Đây cũng là mô hình được các cấp hội nông dân nhân rộng để người dân tìm hiểu và áp dụng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình khởi động ngày mới lần sau.